là tụi mình sẽ đi bẻ xà ở trong vườn nhà của mình nhé. Mời các bạn bẻ và mời các bạn cùng mình đi bẻ xoài và thưởng thức món xoài chấm nước mắm. Ở đâu vậy ba? Cái mình phải không? Cái này nó phải không? Hả? Cái này hả? Ủa cái này cái gì con quên rồi. Cái này nè. Keo đai. Đây là cây xà nhà mình. Bẻ đi, bẻ đi. Bẻ mấy cái thấp được rồi. Bẻ 4 trái được rồi. Đây, xài đây. Xài đây. Wow, trái này chín rồi nè. Đây. Cao lắm. Như vậy trái khác đi. Ừ, được. Wow, bự quá. Đến nữa kìa. Đó một trái nữa kìa. Đó. Cái con này yêu nè, đi đại vô. Chứ sao đâu. Bẻ bốn trái nha mẹ. Bẻ nguyên chùm luôn kìa. Bẻ 4-5 trái được rồi. Đây nè. Trái này nè. Cái này nó bẻ trái nào chín được rồi. Ô trái này non xèo à. Cái này vàng nè. Wow. Rồi 4 trái. Rồi 4 trái. Có bao cần bẻ trái này không? Cái này vàng chưa. Ồ còn non xèo. Rồi tiếp rồi. Ồ trái tất còn non. Này. Nó. Thôi đi về đi. Thì nó hết rồi đó. Ở đây nữa nè. Ồ. Thôi đi về đi. Hết rồi. 4 trái được rồi. Đi. 4 trái bự nhất rồi. Nè, bẻ ớt gì không? Ớt này ăn mới ngon. Đi thôi. Đi thôi. Bố ơi, ở đây sao hai ba con cá chơi chết luôn nè. Cá chơi bự bự chết không à. Rồi về thôi nào các bạn. Đây là kết quả của hái xài. Một cái được không? Con không mẹ?
Sao mẹ ăn sao mẹ không nói chua ngọt gì giờ gì? Trơn gì? Còn có cái gì nữa không? Nó ngang ngang, không biết nói sao nữa. Nó không chua mà nó không ngọt thì là sao? Vậy là ổng ổn không? Mà cũng ăn được không? Nữa. Nó không chua, nó không ngọt thì chưa vậy á. Còn cái này ăn mới được nè. Mới ra bẻ. Cái đuôi. Lạ quá. Giòn quá giòn. Bây giờ thời thế loạn lạc, chỗ nào có chiến tranh, mọi người mặc không biết sẵn sàng bỏ chạy.